Chào anh em, nếu như mọi người theo dõi tin tức và thời sự thì có thể thấy luôn có một hàng dài rất nhiều người chờ được xin tị nạn ở Mỹ, dọc biên giới Mỹ và Mexico. Vậy tại sao những người này họ không còn sự lựa chọn nào khác là phải bỏ đất nước của mình mà đi? Thì cái câu chuyện ảnh mình giới thiệu ngày hôm nay sẽ phần nào giải đáp được cái câu hỏi này. Đó là câu chuyện ảnh của nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi thực hiện cho tờ báo The Guardian của Anh. Thì El Salvador là một đất nước ở Trung Mỹ, cũng như đất nước Guatemala hay Honduras thì đây là đất nước hứng chịu rất nhiều ảnh hưởng từ những cái bạo lực đang xảy ra. Thì El Salvador đã hứng chịu một cuộc nội chiến tàn khốc hơn một thập kỷ trong những năm 80, và lịch sử đất nước này phát triển đi kèm theo những cái văn hóa băng đảng. Đây là nơi mà những cái vụ tống tiền hay giết người là một điều trở nên rất là bình thường và phổ biến. Thì đất nước này tuy chỉ có 6,5 triệu người nhưng có tới 10% người dân là thuộc các băng đảng, và bạo lực xảy ra ở khắp mọi nơi trên đất nước và người dân luôn sống trong cái nỗi sợ hãi tuyệt đối. Và đây cũng là điều mà người dân El Salvador lo sợ, đó là bạo lực đang được bình thường hóa. Thì để thực hiện được cái bộ ảnh này thì Tariq Zaidi đã dành ra 2 năm. Anh đã làm việc với một đội ngũ quản trị viên tại El Salvador, thì thay mặt anh, họ đã viết thư cho các cơ quan chính quyền, các cái cơ quan cảnh sát cũng như là cái tổ chức nhà nước để anh có quyền được tiếp cận và được biết thật sự những gì đang xảy ra ở đất nước này. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem cái bộ ảnh mà anh đã mất rất nhiều công sức để thực hiện để biết được cái tình trạng thực sự đang diễn ra tại đây. Thì có hai cái băng đảng chính ở đất nước này, đó là băng đảng Mara Savasucha 13, viết tắt là MS13, và băng đảng Barrio 18, viết tắt là LA18. Thì hai cái băng đảng này là hai băng đảng chính ở El Salvador và có ít nhất 60.000 thành viên hoạt động. Và cái số lượng này còn đông hơn cả số lượng năm 2.000 sĩ quan nhà nước của quốc gia, bao gồm lực lượng cảnh sát, bán quân sự và quân đội. Nguồn gốc của các cái băng đảng này có thể truy ngược về những người Salvador đã trốn sang Mỹ, đặc biệt là các thanh thiếu niên ở Los Angeles, và cái quá trình cực đoan hóa việc bỏ tù những tội danh không bạo lực đã khiến cho người Salvador trở nên cứng lòng và họ đã chuyển sang sử dụng bạo lực. Sau khi cuộc nội chiến tại El Salvador kết thúc vào năm 1992 thì chính sách nhập cư của Hoa Kỳ được thắt chặt hơn và những người di cư bị kết án phạm tội đã bị trả trở lại El Salvador, mang văn hóa, băng đảng và bạo lực tới cái đất nước vốn đã gặp rất nhiều khó khăn. Thông qua tuyển chọn, tống tiền và ép buộc thì các băng đảng tiếp tục gia tăng về số lượng và sức ảnh hưởng, nắm giữ quyền kiểm soát lớn hơn bao giờ hết đối với đất nước này. Ngày nay chúng ta có thể thấy đây là một quốc gia tê liệt. Những cái cuộc chiến đã chia rẽ các gia đình, khiến việc di chuyển trở nên bất khả thi và làm tê liệt chính quyền tại đây. Mất tích là điều phổ biến và người ta nói là bạn không nên báo cảnh sát bởi vì tai mắt và mật thám có ở khắp nơi. Và nếu phát hiện ra thi thể thì việc chôn cất sẽ được tổ chức càng nhanh càng tốt, và đám tang sẽ diễn ra lặng lẽ bởi vì họ thường sẽ là mục tiêu tiếp theo bị giết. Mặc dù cảnh sát luôn cảnh giác cao độ, họ phải trùm khăn kín đầu để bảo vệ danh tính, nhưng những cuộc tấn công cảnh sát vẫn thường xuyên diễn ra. Thì mọi người có thể xem ảnh tại đây, những cảnh bạo lực diễn ra rất là phổ biến ở đường phố, và người dân không còn cách nào khác là phải cẩn thận và tự bảo vệ lấy chính mình, mặc dù cái điều này mình cũng nghĩ là bất khả. Tuy nhiên thì năm 2019 vừa rồi có một cuộc bầu cử tổng thống mới, thì anh ấy rất được trông đợi là sẽ mang lại niềm hy vọng cho đất nước này. Anh ấy đã thiết lập rất nhiều kế hoạch và giai đoạn để tiêu diệt các băng đảng ở El Salvador. Hy vọng là anh tổng thống mới này sẽ đem lại một tia sáng mới cho đất nước này. Ngoài cái dự án ảnh này ra, nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi cũng thực hiện rất nhiều dự án ảnh tư liệu khác. Những cái dự án của anh tập trung vào những cái vấn đề về xã hội, bất bình đẳng và những cái nền văn hóa hay là những cái truyền thống đang bị đe dọa ở trên khắp thế giới. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về những dự án ảnh của anh trên trang web cá nhân. Cuối cùng thì trang Camera Tinh tế của tụi mình đang có một kênh YouTube mới, thì mọi người nhớ ấn subscribe sau khi xem video để có thể theo dõi những cái bài tiếp theo về cái kiến thức nhiếp ảnh hay là cách sử dụng máy, rồi những cái trên tay máy mới hay là những bài chia sẻ về ảnh như hôm nay. Cảm ơn anh em.